Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ và cảm ơn quý vị đã lựa chọn chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay 23 tháng 6 năm 2017 và tôi là Vi Dung. Tôi là Phan Anh và chúng ta có những tin chính sau đây. Gặp gỡ một thí sinh đặc biệt năm nay đã 52 tuổi vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để có bằng tốt nghiệp cấp 3. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao bị cáo Phương Nga liên tục muốn giữ im lặng trước tòa khi bị xét xử về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông Cao Toàn Mỹ. Chấp nhận con thất bại vốn không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện tối nay sẽ chia sẻ những việc cha mẹ nên làm khi con không làm được như kỳ vọng. Một công trình nghiên cứu công phu của các nhà khoa học Mỹ đi đến kết luận, đàn ông thường phát phì và lười biếng hơn sau khi kết hôn. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là những thông tin mà hàng triệu gia đình không thể bỏ qua, đó là về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Sáng nay 23 tháng 6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với nhiều môn thi quan trọng như vật lý, hóa học và sinh học. Với gần như tất cả các thí sinh thì điều đặc biệt duy nhất có lẽ là việc đây là năm đầu tiên có bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với 120 câu hỏi trong vòng 150 phút. Vâng, nói gần như là tất cả bởi vì là vẫn có những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khác. Cụ thể là chỉ cách giờ thi vài tiếng, khoảng thời gian mà mọi sĩ tử đều đã vùi mình ở trong giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày thi tiếp theo. Thì tại Thành phố Hồ Chí Minh lại đang có một sĩ tử kiên cường chiến đấu với giặc lửa trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Câu chuyện xúc động mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là trường hợp của em Trang Thanh Nam, một chiến sĩ tham gia chữa cháy trong vụ hỏa hoạn được nhận định là lớn chưa từng có từ năm 1975 trở lại đây tại quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trang Thanh Nam 21 tuổi hiện là lính nghĩa vụ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh. Nam được huy động tham gia chữa cháy tại công ty cổ phần kho vận miền Nam nằm trên đường Hoàng Diệu gần cảng Sài Gòn. Vụ cháy này xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua ngày 22 tháng 6. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Khu vực xung quanh bị mất điện hoàn toàn. Chỉ khoảng 30 phút sau, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho. Tường và trần của kho hàng đổ sập. Gió lớn còn đẩy lửa lan qua các kho bãi kế cận, bãi giữ xe và đe dọa hàng chục nhà dân sát bên. Trang Thanh Nam cùng 200 cảnh sát khác được huy động, chia nhiều mũi để tiếp cận đám cháy. Do hiện trường nằm sâu trong hẻm nên 29 xe cứu hỏa tiếp cận khó khăn. Phải đến 2 giờ sáng nay đám cháy mới được dập tắt. Thí sinh 21 tuổi chia sẻ, thấy đồng đội liều mình chiến đấu với giặc lửa nên nghĩ là phải dập tắt đám cháy trước đã rồi sẽ tham gia kỳ thi sau. Phải đến 6 giờ sáng nay, thí sinh này mới về nhà để chuẩn bị đi thi tại điểm thi của trường Trần Văn Ơn, quận Nhất. Mặc dù không được nghỉ ngơi tốt và đến trường thi khá gấp gáp nhưng Nam vẫn tự tin cho biết mình làm bài ở mức trên trung bình. Chàng lính cứu hỏa vừa rồi cũng chỉ là một trong những thí sinh đặc biệt của mùa thi năm nay. Nhân vật chúng tôi giới thiệu tiếp sau đây chắc chắn sẽ giúp cho các học sinh có thêm động lực để cố gắng và làm tốt bài thi của mình. Đó cũng là một thí sinh đi thi nhưng lại có tuổi đời gấp 3 lần các thí sinh khác. Vâng, chúng tôi đang nhắc đến ông Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1965, quê ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vì chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 nên là năm nay thì dù đã 52 tuổi nhưng mà ông vẫn cố gắng là vừa làm vừa học với quyết tâm là vượt qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Sau khi làm bài thi thứ 3 vào sáng nay tại điểm thi số 28, trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuận, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ông Hồng cho biết hầu hết các môn ông đều làm rất tốt. Vì tuổi đã lớn nên khi thi cùng các thí sinh ít tuổi hơn cả con trai mình, ông Hồng vẫn không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên, ông vẫn chấp hành đúng nội quy, quy chế kỳ thi đặt ra. Trong quá trình ôn thi thì được Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vinh, trực tiếp là thầy giáo Nguyễn Đình Trúng, phó giám đốc, phân bổ đây là các cô, các thầy có chuyên môn cao, nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ. Do đó cá nhân cũng hồi tụ được một số điều kiện về kiến thức. Đến hôm nay thì cơ bản là chủ động trong thi cử. Được biết, để có thể tham gia kỳ thi này, ông Hồng đã phải theo học lớp bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nghệ An. Là thí sinh tự do, thi để lấy điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông, nên ông Hồng đăng ký 3 môn, văn toán và tổ hợp vật lý, hóa học, sinh học. Vì thế sáng nay cũng là buổi thi cuối cùng của người đàn ông 52 tuổi này. Đi thi là vì sự nghiệp, học là phải thi. Trước đây thi không đầu thì bây giờ thi. Thời gian dài chưa hồi tụ được những điều kiện cần và đủ, nên chưa thể thi được. Điều kiện thời gian thì tuy nhiều, nhưng mà yếu tố công việc, yếu tố kinh tế, vân vân, cho nên hôm nay mới đi thi được.
Ông Hồng hiện đang là một cán bộ xã ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Do điều kiện hoàn cảnh trước đây chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông, nên giờ phải cố gắng thi để lấy bằng tốt nghiệp phục vụ cho công việc. Những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay chưa dừng lại ở đó. Sáng nay trong ngày thi thứ 2 tại điểm thi số 114 đặt tại trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một tình huống hy hữu, đó là có một phòng thi không có thí sinh mà chỉ có giám thị. Tại điểm thi trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu, quận Tân Phú có hai phòng thi với danh sách mỗi phòng một thí sinh. Trong buổi thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên sáng nay, một trong hai phòng thi này có nam sinh đăng ký dự thi môn lý và sinh vắng mặt. Vì thế, phòng thi khi đó chỉ có giám thị, song cán bộ này vẫn tổ chức các quy trình thủ tục trước giờ thi theo đúng quy định. Điểm thi trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu dành cho thí sinh tự do. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 71.500 thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia với 5.700 thí sinh tự do đăng ký thi lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Tự lượng sức mình thì nhiều thí sinh đã lựa chọn cách là không đến phòng thi. Tuy nhiên thì lại có trường hợp là liều lĩnh sử dụng thiết bị công nghệ cao và ngụy trang tinh vi nhằm gian lận với hy vọng là có thể chót lọt vượt qua được kỳ thi này. Trường hợp này xảy ra tại hội đồng thi của trường Trung học Phổ thông Quốc Oai Hà Nội vào chiều qua ngày 22 tháng 6. Theo thông tin từ công an sở tại, thiết bị thu phát tín hiệu được thí sinh sử dụng có dạng vòng cổ gắn sim kết nối với hạt nam châm kích thước 2,5mm, có chức năng nhận sóng âm, làm rung màng nhĩ để tải âm thanh. Lúc bị phát hiện, nam thí sinh giấu cục nam châm trong lỗ tai và nhét cục thu phát tín hiệu vào trong áo. Ngay lập tức, giám thị đã đình chỉ thi đối với thí sinh này, thu thiết bị liên quan và bàn giao cho cơ quan công an. Trước đó, nam thí sinh này có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Ngoài liên tục để ý người khác, thí sinh còn hay đọc đề, lẩm nhẩm phát ra âm thanh để liên lạc với người ở ngoài. Khi người khác tập trung làm bài thì thí sinh này ngồi không để chờ được cung cấp đáp án. Làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh này thừa nhận không chỉ buổi chiều mà trước đó vào buổi sáng, thí sinh đã sử dụng thiết bị gian lận một cách chót lọt khi thi môn ngữ văn. Thiết bị mà thí sinh sử dụng cùng loại với những thiết bị thu phát tín hiệu siêu tinh vi vừa bị Bộ Công an Hà Nội thu giữ ngay trước kỳ thi và phía công an cũng đã gửi hình ảnh nhận dạng đến các hội đồng thi. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ chắc hẳn ai cũng hy vọng có thể chứng kiến mỗi bước đi, mỗi dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của con trên đường đời. Khi nhỏ thì là lần đầu biết đi, biết nói hay lần đầu tới lớp, lớn lên thì đó là lúc con tốt nghiệp, có việc làm rồi xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thể đồng hành cùng con trên suốt chặng đường đó. Như trường hợp của một người mẹ bị ung thư sau đây là một ví dụ. Bà Patricia Paroste, 55 tuổi, sống tại New York, Mỹ, được chẩn đoán mắc ung thư vú và bệnh tự miễn vào tháng 11 năm ngoái. Cho tới tháng 4 năm nay, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã đi di căn vào xương sống. Các bác sĩ cho biết, thời gian dành cho bà Patricia chỉ còn tính bằng ngày. Thế nhưng để có thể chứng kiến ngày cô con gái út Samantha tốt nghiệp, mỗi ngày bà Patricia đã phải cố gắng chống chọi với những cơn đau từ căn bệnh quái ác đang hủy hoại cơ thể bà. Có lẽ ông trời đã không phụ tấm lòng người mẹ đáng thương này khi cuối cùng ước nguyện cuối đời của bà Patricia cũng được thực hiện. Ngoài buổi lễ tốt nghiệp tại trường, một buổi lễ tốt nghiệp dành riêng cho Samantha đã được tổ chức tại bệnh viện nơi bà Patricia điều trị những ngày cuối đời. Hai ngày sau buổi lễ đặc biệt đó, vào hôm 22 tháng 6 vừa qua, bà Patricia đã chút hơi thở cuối cùng. Hôm nay ngày 23 tháng 6, phiên tòa xét xử Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp 30 tuổi và bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung 28 tuổi tiếp tục bị xét xử về cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Là người đầu tiên bị thẩm vấn, song Phương Nga lại tiếp tục xin giữ quyền im lặng giống như phiên xử hôm qua và lần ra tòa hồi tháng 9 năm 2016. Thậm chí bị cáo này còn từ chối trả lời câu hỏi từ chính luật sư bảo chữa cho mình, dù cô luôn tỏ ra bình tĩnh, tự tin tại tòa. Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc quyền im lặng là gì, việc bị cáo Nga giữ im lặng trước tòa có đúng hay không và vì sao cô không trả lời cả người bảo chữa cho mình. Thông tin sau đây sẽ giúp quý vị giải đáp thắc mắc. Hiện nay, ta chưa có quy định cụ thể nào về quyền im lặng của bị can, bị cáo. Tuy nhiên, nó nằm rải rác ở các điều luật quy định một cách gián tiếp về quyền im lặng trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Quyền này được thể hiện xuyên suốt từ khi bị bắt, bị khởi tố cho đến khi xét xử. Theo đó, người bị buộc tội không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Hiểu một cách đơn giản, người bị buộc tội không buộc phải chứng minh mình vô tội, mà trách nhiệm chứng minh người đó có tội thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, trong cả hai phiên xét xử hồi năm ngoái và lần này, bị cáo Phương Nga đều thực hiện quyền im lặng. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp,
người bị buộc tội sử dụng quyền im lặng đều là tốt. Các luật sư cho rằng việc sử dụng quyền im lặng vào lúc nào, khi nào thì người bị buộc tội cũng cần cân nhắc. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ để tự bào chữa, bảo vệ cho mình sẽ phát huy hiệu quả. Nhưng nếu từ đầu đến cuối đều giữ im lặng thì không phải lúc nào cũng tốt. Có những lúc bị cáo cần phải không im lặng để thực hiện quyền trình bày của mình, miễn sao lời trình bày ấy không chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Trong khi bị cáo Phương Nga tiếp tục xin hội đồng xét xử cho giữ quyền im lặng thì ngày hôm nay khi được tòa thẩm vấn thì ông Cao Toàn Mỹ đã tiết lộ nhiều thông tin về mối quan hệ giữa hai người. Trong đó đáng chú ý đó là việc ông Mỹ thừa nhận từng ở chung khách sạn với hậu Phương Nga nhưng mà không ở chung phòng. Khi được hỏi về mối quan hệ với hậu Phương Nga, ông Cao Toàn Mỹ nói giữa ông và cô Phương Nga là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Đồng thời, ông Mỹ cũng khẳng định trong các chuyến đi cùng nhau có thể ông cùng cô Nga ở chung khách sạn nhưng không ở cùng phòng. Ông Mỹ cho biết thêm trong những chuyến đi đó, ông tự quyết toán tiền khách sạn cho bản thân và một số người và chưa bao giờ thanh toán tiền phòng cho hoa hậu người Việt tại Nga. Khi Viện Kiểm sát công bố nội dung hóa đơn mua túi sách máy tính trị giá hơn 30 triệu đồng mà ông Mỹ thanh toán được tìm thấy tại nhà hậu Phương Nga, ông Mỹ cho biết ông thanh toán nhưng là tiền cô Nga đưa nhờ mua. Ngoài ra, ông Mỹ thừa nhận có lần tham gia bộ phim cùng hoa hậu nhưng không nhớ thời gian nào. Còn lúc bị tòa truy vấn lý do lần đầu tố cáo Nga vay mượn tiền chứ không phải lừa đảo thì ông này cho rằng vì hoa hậu cương quyết tố mình vi phạm luật hôn nhân nên mới chính thức tố cáo cô Nga lừa đảo. Người đẹp Phương Nga có lẽ không ngờ được rằng từ đỉnh cao của vinh quang, có một ngày cô lại phải đứng trước vành móng ngựa. Từ lâu, vành móng ngựa đã trở thành một thứ gắn liền với các phiên tòa. Khi nhắc tới hình ảnh này, ai cũng sẽ hiểu đó chính là nơi dành cho những người được cho là có tội và phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng có lẽ là rất nhiều người từng thắc mắc rằng là tại sao lại là vành móng ngựa mà không phải là móng trâu, móng bò hay là một vật dụng nào khác có hình bán nguyệt, cốt sao là có chỗ đứng cho bị cáo trước tòa. Rồi cách đây không lâu thì nhiều luật sư còn đề nghị là phòng xử án nên bỏ các vành móng ngựa đi, thay vào đó là sẽ sử dụng các bục khai báo. Nhưng thực tế thì vành móng ngựa lại là một vật dụng mang ý nghĩa nhân văn bởi nguồn gốc từ xa xưa của nó. Theo nhiều nhà phân tích lịch sử, nguồn gốc của vành móng ngựa là từ thời La Mã. Thường ở La Mã, các phạm nhân tội tử hình sẽ bị buộc chân tay vào hai đầu dây, rồi cho đàn ngựa thi nhau kéo về hai phía. Đó là một hình phạt man dợ, tiêu biểu chỉ có trong thời Trung Cổ. Về sau, người ta mới lấy vành móng ngựa làm biểu tượng cho uy lực của tòa án, cũng như sự khắc nghiệt của các hình phạt. Tuy nhiên, nhiều người khác lại không mấy đồng tình với cách giải thích này. Theo những người này, vành móng ngựa xuất phát từ một tập quán ở châu Âu. Ở đây, người dân nhiều nước có tập quán sử dụng chiếc móng ngựa. Khi treo trên tường hoặc phía trước cửa ra vào nhà, nó sẽ là công cụ linh thiêng, bảo vệ gia chủ khỏi sự xâm phạm của cái ác và cái xấu. Ngoài ra, với hình chữ U, khoảng không bên trong của móng ngựa sẽ lưu giữ sự may mắn. Một truyền thuyết công giáo cho biết, Thánh Dunstan đã giam giữ một con quỷ nhỏ vào một chiếc móng ngựa và treo nó trên cửa nhà. Từ đó, các tín đồ sử dụng chiếc móng ngựa như một công cụ để xua đuổi ma quỷ quấy nhiễu. Về sau, vành móng ngựa xuất hiện ở phiên tòa như một biểu trưng cho nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo bọc che chở cho người vô tội trước những định kiến và lời buộc tội vô căn cứ nếu có của người phán xử. Đồng thời, chính nó cũng sẽ là vật cầm giữ cái xấu hay sự kết thúc của một tội ác chống lại con người. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Ngoài ra, ở châu Âu, chiếc móng ngựa có hình dạng giống Omega, mẫu tự cuối cùng trong bảng mẫu tự Hy Lạp, tượng trưng cho sự kết thúc và hoàn tất. Sau khi kết hôn thì đàn ông phần lớn đều có sự thay đổi về ngoại hình và lối sống. Một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Y học và Khoa học Xã hội của Anh chỉ ra rằng một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của nam giới sau khi có vợ đó chính là cân nặng. Ngoài ra thì đấng mày râu cũng trở nên lười biếng hơn và ít ga lăng hơn. Trong nghiên cứu được thực hiện từ năm 1999 tới năm 2013, các nhà khoa học của Đại học Bath của Anh tiến hành khảo sát tới 8.729 người đàn ông. Kết quả họ phát hiện chỉ số khối cơ thể BMI của nam giới sẽ tăng lên rất nhanh sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có đứa con đầu tiên. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu, tiến sĩ Joanna Sierra cho biết, họ nhận thấy những nam giới kết hôn rồi thường ăn nhiều bữa hơn, nhiều món đa dạng hơn, vì thế cân nặng cũng khó kiểm soát hơn và việc đi đến phòng tập thể dục hoặc tập thể dục ở nhà cũng trở nên khó khăn hơn đối với họ. Trong khi đó, những người đàn ông độc thân thì vẫn có thể có một cơ thể khá hoàn hảo bởi họ có một mục tiêu cần tập trung, đó là tìm kiếm một nửa còn lại của mình.
Bên cạnh đó, cuộc khảo sát còn nhận ra nam giới sau khi kết hôn cũng trở nên lười biếng hơn. Sự lười biếng là một thuộc tính có sẵn ở trong mỗi con người và thường trỗi dậy vào những thời điểm nhất định, nhất là khi chúng ta thấy có một người nào đó sẽ làm tất cả những gì mình muốn. Sau khi cưới, hầu hết công việc nhà mà đàn ông vẫn thường làm sẽ được chuyển sang cho vợ. Do đó, họ đã lười sẽ ngày càng lười hơn. Xin mời quý vị cùng tiếp tục chương trình Chào buổi tối với tiểu mục Chuyện tối nay. Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 vừa mới kết thúc. Cứ xong mỗi một môn thi là thí sinh và phụ huynh thì lại thấy nhẹ đi một phần. Thế nhưng mà sự lo lắng thì có lẽ là sẽ vẫn còn dai dẳng cho đến khi nào mà có kết quả cuối cùng là con có đỗ hay không. Dù rằng là với cách ra đề thi như hiện nay thì chỉ cần ra khỏi phòng thi là các thí sinh đã có thể biết mình sẽ được bao nhiêu điểm rồi. Nói về sự lo lắng của phụ huynh khi con đi thi thì tôi có nghe một câu chuyện như thế này. Có một ông là sếp và khi mà con đi thi thì cứ sau khi hết giờ thi một môn, mọi người lại thấy ông chui vào nhà vệ sinh của cơ quan với vẻ mặt đầy lo lắng. Ông chui vào nhà vệ sinh bởi vì sao? Hóa ra là ông rất là lo và ông muốn gọi cho con để hỏi xem con là làm bài kiểm tra đạt kết quả như thế nào. Nhưng mà không muốn là gọi chuyện trước mọi người bởi vì sợ mọi người nghe thấy cái kết quả con có thể làm bài không được tốt. Bởi vâng. Vì đôi khi là sợ xấu hổ. Dạ vâng, tôi nghĩ là nhiều người cũng có chung một cái hình hành, một cái cách ứng xử rất là khó hiểu như thế. Thế nên là người ta mới nói rằng là trẻ thì chọi nhau mà già thì chọi con. Con học giỏi thì cứ đỗ đạt thì cha mẹ sẽ nở mày nở mặt và gặp ai thì cũng khoe. Nhưng mà ngược lại nếu như mà con có học kém thì nhiều ông bố bà mẹ sẽ xem đó như là một nỗi xấu hổ. Vâng, tâm lý này thì hiện nay vẫn còn khá là phổ biến. Nhưng đã thi thì sẽ có người đỗ và người trượt. Vậy cha mẹ nên làm gì khi mà con không làm được như kỳ vọng của bản thân? Và chuyện tối nay của chúng tôi với chủ đề là chấp nhận con thất bại với sự tham gia của nhà báo Phạm Gia Hiền sẽ bàn cùng quý vị về vấn đề này. Khi mà chúng tôi tác nghiệp tại các điểm thi trung học phổ thông thì năm nào cũng thế. Cái điều mà dễ dàng nhận thấy nhất đấy chính là sự lo lắng. Có khi thì phụ huynh còn lo lắng hơn cả các em đang làm bài thi trong phòng thi. Thì không biết là anh suy nghĩ như thế nào về điều này ạ? Trong những năm qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã cố gắng để mà giảm bớt cái tính rườm rà các kỳ thi. Cụ thể như là đã gộp hai kỳ thi đại học và tốt nghiệp trung học làm một. Tuy nhiên thì nó sẽ giảm bớt về cái chi phí xã hội, nhưng nó sẽ không thể giảm được cái áp lực dành cho các thí sinh và đằng sau các thí sinh là các phụ huynh được. Bởi vì rằng là bản chất của cái áp lực đấy nó không chỉ là cái cơ chế khoa cử mà thôi, nó còn là những cái sự đánh giá của xã hội, mà người ta có một từ gọi là cái tính vị lợi, tức là những cái lợi thế có được từ cái vị trí xã hội của mình. Điều đấy là một thứ sẽ cần phải thay đổi, nhưng sẽ rất khó thay đổi trong một thời gian gần đối với một xã hội như Việt Nam, một xã hội Á Đông, có truyền thống về khoa cử, có truyền thống về đạo học, về truyền thống gia đình. Và vì thế thì chúng ta dễ hiểu thôi khi mà các phụ huynh cảm thấy căng thẳng cùng với các sĩ tử và gián tiếp gây thêm áp lực cho các sĩ tử bằng cái việc căng thẳng của mình. Chúng tôi cũng đã có một cái cuộc khảo sát nhỏ, đấy là đưa một cái câu hỏi dành cho các bậc phụ huynh mà khi đang ngồi chờ con ở ngoài phòng thi. Đấy là việc mà nếu con không đỗ đại học thì sẽ thế nào? Rất nhiều phụ huynh trong đó cũng đã nói với tôi rằng là họ chưa nghĩ tới điều đấy. Và nếu như mà con không đỗ đại học ấy thì họ cũng chưa biết là sẽ như thế nào với con. Anh có nghĩ rằng là việc chấp nhận thất bại là một điều quá khó đối với phụ huynh hay không ạ? Tôi cho rằng là không phải là họ chủ quan hay là họ không tính xa đến việc và nghĩ rằng là nếu con mình trượt thì sẽ ra sao đâu. Tôi cho bản chất là họ không dám nghĩ đến điều đấy. Cái tương lai đấy có vẻ như với nhiều người nó quá mờ mịt. Một thanh niên 17, 18 tuổi bước vào đời với thậm chí là không có cái bằng phổ thông trung học trong tay, ở một xã hội như Việt Nam thì sẽ làm gì đây? Bởi vì thậm chí khi mà bạn đi đỗ được đại học ấy, xin ra trường có cái bằng cử nhân còn chạy trượt để mà xin việc. Cái sự khác biệt quá lớn giữa một người đỗ và một người trượt nó khiến cho những bậc phụ huynh thậm chí không dám nghĩ đến chuyện là khả năng xấu xảy ra thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì khi kết quả có rồi, việc đỗ trượt hay thành công hay thất bại thì tôi nghĩ rằng là nói vậy thôi, các vị phụ huynh đều sẽ có cái sự khoan dung, đều sẽ có cái thái độ
thích đáng. Tôi hy vọng là như vậy đối với cả các con em của mình. Bởi vì áp lực nó là phải vậy. Con người ta như thế nào thì con mình cũng mong muốn rằng sẽ đạt được những điều đấy hoặc là hơn thế nữa. Và phụ huynh thì không còn cách nào khác là ngoài bắt buộc phải chạy theo một cái guồng quay. Họ không phải là những người mà hoàn toàn có lỗi trong việc này, đúng không anh? Hiểu ý bạn, vâng. Chúng tôi thường nói với nhau đấy là tính hệ thống. Tôi thường nói đấy là vào hàng đi. Chúng ta sẽ phải học hành này, chúng ta phải có bằng cấp này, chúng ta phải đi làm được ở cơ quan nhà nước này, theo kiểu cổ điển ấy. Chúng ta sẽ phải vào được biên chế này, chúng ta sẽ phải thăng tiến trong bao nhiêu năm đến được vị trí phó phòng trưởng phòng, phó ban trưởng ban rồi giám đốc. Nó thành một cái quy trình, những người mà dũng cảm để mà không tuân theo quy trình đấy thì hầu hết đều được xem là những kẻ nổi loạn. Tôi chưa bao giờ nghe một phụ huynh nào nói là đấy, hãy nhìn vào ông này ông kia, ông ấy có học đại học đâu mà ông ấy vẫn thành công. Người ta sẽ luôn luôn nói rằng là đấy, ông anh họ của con ấy học hai trường đấy. Một ông anh họ học hai trường thì có giá trị hơn trong việc giáo dục một cô cậu bé 18 tuổi hơn là một ông Jack Ma hay là ông Bill Gates hay là ông Mark Zuckerberg, những người mà chẳng học đại học một ngày nào. Tuy nhiên thì kể cả có những bậc phụ huynh rất là cấp tiến thì các bạn trẻ vẫn sẽ gặp phải áp lực đó từ phía xã hội. Từ những thứ rất nhỏ thôi. Các bạn ấy bật tivi lên và thấy những cái chương trình game show, những chương trình giải trí ở trên. Bây giờ có những chương trình như tên là Con Biết Tuốt. Những cô cậu bé còn quàng khăn đỏ lên tivi và thể hiện mình là một thiếu niên biết tuốt. Và tất cả những thứ đó, truyền hình, xã hội, thầy cô, bố mẹ, bạn bè, anh em, người thân, họ hàng ùa vào đứa trẻ từng ngày một, từng giờ một trong suốt 18 năm. Thế rồi một ngày kia, ngày mai là thanh niên đấy sẽ bước vào phòng thi và ông bố bà mẹ nói rằng là thực ra thì không sao đâu con ạ, trượt cũng không sao đâu, xin lỗi, tôi đã có 18 năm để biết rằng là nó có sao chứ không phải là không sao. Quay trở lại với câu chuyện của vị khách mời của chúng ta thì tôi biết là anh có một đứa con nhỏ đang độ tuổi đi học. Tôi đặt ra một giả định rằng là nếu như mà con anh đang đứng trước một kỳ thi chẳng hạn và cháu hỏi anh rằng là nếu như mà con thất bại thì sao, thì không biết là lúc đấy thì anh sẽ trả lời như thế nào ạ? Cảnh huống để con tôi hỏi câu đấy chính xác là khi cháu được cô giáo cử đi thi với kỳ thi giải toán nhanh ở trường. Cháu học lớp 1 thôi. Và ngày hôm sau thì thi rồi. Ngày hôm trước thì cháu nói với tôi là con lo lắm bố ạ. Bây giờ một đứa bé 6 tuổi và nói rằng là con lo lắm thì nó thực sự là một vấn đề. Tôi hỏi thế tại sao con lo? Bởi vì là ngày mai con đi thi như thế và lớp con được 3 bạn được cử đi thì hai bạn kia là đã được luyện cái giải toán nhanh ấy rồi, còn con thì chưa. Con sợ rằng là con sẽ không làm được như các bạn ấy. Tôi cũng chỉ có thể nói những lời mà đến bây giờ thì tôi khẳng định là những lời sáo rỗng, rằng là thôi con cứ cố gắng hết sức là được, bố chỉ cần con tự tin thôi, còn kết quả thì không quan trọng đâu, rồi con sẽ có rất nhiều kỳ thi khác. Những thứ mà tôi biết rằng là một đứa bé 6 tuổi nó không hiểu gì cả và nó không thể giải quyết tâm lý cho thằng bé đấy. Và cuối cùng thì thứ gì khiến cho cháu cảm thấy ổn là hôm sau cháu đi thi, cháu làm được. Không có một bạn nào hay thầy cô nào quan tâm lắm đến kết quả cuộc thi đấy cả. Tôi là người quan tâm nhất đến điều đấy, nhưng tôi cũng không dám hỏi cháu vào ngày hôm sau, mặc dù cái điều đấy nó là một sự tò mò rất lớn trong tôi mỗi ngày. Và câu chuyện đấy nó cho tôi một bài học rằng là về mặt bản chất ý, áp lực của một kỳ thi hay những kỳ thi đó là áp lực của sự kỳ vọng hơn là áp lực của kết quả. Sau 18 năm học thì không biết là con của chúng ta có nhất thiết là phải chịu những cái áp lực học hành như thế hay không thưa anh? Thì chúng ta hãy trở lại về chuyện kỳ vọng của những bậc phụ huynh trong cái kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi lớn năm nay đang diễn ra bây giờ đây. Dù có nói gì hay tỏ ra như thế nào thì sự kỳ vọng nó vẫn sẽ tràn ra bên ngoài. Sẽ có những cách, tôi cho rằng là có những cách chúng ta phải kìm mình lại một chút để sự kỳ vọng đấy nó không quá trở thành một áp lực với các cháu. Việc đón con ở ngay cổng trường với một câu hỏi mà có lẽ hàng vạn phụ huynh đều hỏi, con làm bài có tốt không? Đấy là một áp lực cho môn thi tiếp theo. Việc nói rằng là thôi con đi ngủ đi, có sức khỏe để mai làm bài, đấy là một biểu hiện của sự kỳ vọng. Gói xôi gấc phải ăn trước khi vào phòng thi, nén hương phải thắp trước khi vào phòng thi, rồi lá bùa mang theo chẳng hạn. Tất cả những thứ đó đều là những thứ áp lực mà đôi khi chúng ta đã không nghĩ rằng là chúng ta gây ra cho các cháu. Nếu như chúng ta thực sự
như chúng ta nói với các cháu rằng là không sao đâu con ạ, đỗ trượt là chuyện bình thường, con chỉ cần cố gắng hết sức thôi, thì chúng ta chỉ nên nói điều đấy một lần thôi. Sau đó thì hãy chờ đợi xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh. Vâng, câu chuyện hôm nay nói về sự thất bại, nhưng mà chúng tôi cũng luôn hy vọng là sẽ không có thí sinh nào hay là gia đình nào rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bởi vì là bất cứ ai khi mà đã bắt tay vào một việc gì, dù là khó khăn như là một cuộc chiến, thì cũng đều mong mình sẽ thành công và chiến thắng. Dù năng lực và trình độ của mỗi người có hạn thôi, nhưng mà nếu như mà mang tâm lý là sẽ thất bại ngay từ đầu, thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ cầm chắc 50% sự thất bại đó. Vì thế mà hãy làm sao để dù là chúng ta có không thành công thì chúng ta cũng không phải hối tiếc vì chưa làm hết sức của mình. Và với tôi, theo quan điểm của tôi thì chúng ta chỉ có là chưa thành công hay là đã thành công mà thôi. Bởi vì chính bản thân tôi khi mà tham dự kỳ thi đại học thì kỳ thi đầu tiên thì tôi cũng đã không thành công. Và bố mẹ tôi cũng nói là không sao đâu, và cái sự không sao đâu đó nó không phải là lời sáo rỗng như nhà báo Phạm Gia Hiền đã chia sẻ, mà tôi thấy thực sự nó có ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta không quá kỳ vọng và khi mà chúng ta không gây một cái áp lực cho mọi người thì mọi người sẽ luôn có một cái tâm lý thoải mái hơn. Và chính cái tâm lý thoải mái đó về sau này khi mà tôi tham gia những cái chương trình hoặc những cái cuộc thi thì tôi luôn luôn cảm thấy thoải mái và cảm thấy mình nhẹ lòng, và chính cái điều đó khiến cho mình bình tĩnh, tự tin hơn để có thể thành công. Chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một buổi những ngày cuối tuần vui vẻ.